Ngày 29 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam về tội giết người. Theo điều tra, năm 2012, Nhu làm chung với một phụ nữ sinh năm 1991 tại quán ăn ở quận Bình Thạnh, rồi nảy sinh tình cảm với chị này nhưng bị từ chối. Năm 2016, Nhu bị đuổi việc nên về quê ở tỉnh Hà Nam. Năm 2018, Nhu quay lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Tháng 11 năm 2023, Nhu vay tiền qua mạng xã hội để tiêu xài cá nhân nhưng không có khả năng trả lại. Cảm thấy cuộc sống bế tắc, đồng thời nhiều lần suy nghĩ về nạn nhân nên Nhu nảy sinh ý định giết chị. Giữa tháng 11 năm 2023, Nhu đến quán ăn từng làm chung với nạn nhân ở quận Bình Thạnh và biết chị đã nghỉ việc. Tuy nhiên, Nhu phát hiện chồng chị vẫn làm việc tại quán này. Nhu chờ đến khi chồng nạn nhân hết giờ làm, đi theo xác định nơi ở của nạn nhân. Nhu đặt mua áo khoác, nón bảo hiểm của hãng xe ôm công nghệ và một xe máy qua mạng, mua dao dùng làm hung khí gây án. Khoảng 13 giờ ngày 21 tháng 11, Nhu mang theo can nhựa, hộp quẹt, dao, rồi chạy xe máy đến nhà nạn nhân. Trên đường đi, Nhu mua 300.000 đồng xăng đổ vào can nhựa. Khi đến trước nhà nạn nhân ở hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, Nhu phát hiện nhà không khóa cửa nên đi vào trong. Bắt gặp nạn nhân, Nhu liền dùng dao đâm chị. Mẹ nạn nhân hoảng sợ nên chạy ra ngoài hô hoán. Nạn nhân cũng bỏ chạy ra ngoài một đoạn thì ngã gục. Nhu đóng cửa, đổ xăng ra sàn nhà rồi lấy hộp quẹt ra đốt. Thời điểm này trong nhà có con và cháu ruột nạn nhân. Vụ việc làm hai cháu bé tử vong. Sau khi gây án, Nhu bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến gầm cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5 thì bị người dân cùng lực lượng chức năng bắt giữ.